Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp cho quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Như BLO đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc cô gái bị đẩy lên nắp capo xe ô tô, tài xế điều khiển xe ô tô đẩy đi một quãng đường dài trên đường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 15 tháng 8. Lúc này chị BTTV, tên viết tắt, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cùng bạn dừng lại mua bánh mì trên đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, thì xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông điều khiển ô tô nói trên. Người đàn ông có biểu hiện thiếu tỉnh táo, nhiều lần văng tục. Cô gái liên tục nói rằng sẽ gọi công an tới xử lý vì chú bấm kèn, tụi con lui. Tụi con chưa làm gì hết mà chú mở cửa xe chửi tụi con. Người đàn ông thì thách thức hãy gọi công an tới đi. Sau đó cô gái chặn trước xe ô tô, yêu cầu người đàn ông ra khỏi xe để công an tới giải quyết. Tuy nhiên, người đàn ông nhấn ga để cô gái một đoạn rất dài trên đường. Clip cho thấy, cô gái đã rất hoảng sợ, kêu khóc xin lỗi người đàn ông, dừng xe cho mình xuống. Người này kêu cứu, tha cho con xin lỗi chú cho con dừng đi, con leo xuống, con chết thôi. Chị V cho biết, khi xe đến khu vực đường Lý Thượng Kiệt, đoạn giao với Lạc Long Quân thì dừng lại. Lúc này chị té xuống đường và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa vào vệ đường hỏi han. May mắn vụ việc không khiến chị V bị thương. Sự việc khiến người xem bức xúc, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng người tài xế quá coi thường pháp luật và tính mạng con người. Bạn đọc Hoa Trương viết, những người xem thường pháp luật và mạng người thì nên xử thật mạnh tay để răn đe tất cả mọi người. Bạn đọc Tuấn Tú viết, mong cơ quan công an vào cuộc khẩn trương, người tài xế coi thường tính mạng con người quá. Cạnh đó không ít người dùng mạng xã hội cho rằng cô gái đã quá dại dột khi đứng trước xe ô tô để đôi co với người say, dẫn đến tình huống nguy hiểm cho bản thân. Bạn đọc Dương Anh Vũ viết, trời ơi, người ta đã say rồi còn đứng trước đầu xe, chỉ chỏ làm gì, nên tránh đầu xe ra chứ, phải ưu tiên bảo vệ an toàn cho bản thân trước. Hành động của cô gái quá nguy hiểm. Bạn đọc Lê Linh viết, với người đang nóng nảy hay đang say xỉn, tốt nhất mình nên im lặng tránh đi, phải bảo vệ mình trước. Bạn đọc Hoài Nhung cho lời khuyên, ông đó vi phạm gì thì có pháp luật xử lý, còn mình chỉ khuyên em gái, cũng đừng manh động quá, tính mạng của mình chỉ có một, đừng đem ra đánh đổi với họ làm gì. Tài khoản Đen Đi Đâu nói, không rõ người tài xế có say xỉn chưa, nhưng hành vi của anh ta thật quá xem thường pháp luật và tính mạng con người. Pháp luật phải xử thật nghiêm minh để răn đe chung. Tuy nhiên cô gái này thật quá dại dột, may sao chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Đây sẽ là bài học cho cả hai. Chủ chiếc ô tô đẩy cô gái lên nắp capo ở Tân Bình là ai? Ngày 15 tháng 8, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ xác minh làm rõ thông tin cô gái bị người đàn ông điều khiển xe ô tô 5 chỗ loại Honda CR-V màu đỏ biển số 51H70000 đẩy đi một quãng dài trên đường. Theo xác minh, chủ sở hữu chiếc xe này là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Cường, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này do ông Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1978 làm đại diện pháp luật. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 15 tháng 8. Lúc này, chị BTTV, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cùng bạn dừng lại mua bánh mì trên đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, thì xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông điều khiển ô tô nói trên. Người đàn ông có biểu hiện thiếu tỉnh táo, nhiều lần văng tục. Cô gái liên tục nói rằng sẽ gọi công an tới xử lý vì chú bấm kèn, tụi con lui, tụi con chưa làm gì hết mà chú mở cửa xe chửi tụi con. Người đàn ông thì thách thức hãy gọi công an tới đi. Sau đó, cô gái chặn trước xe ô tô, yêu cầu người đàn ông ra khỏi xe để công an tới giải quyết. Tuy nhiên, người đàn ông nhấn ga, đẩy cô gái một đoạn rất dài trên đường. Clip cho thấy cô gái đã rất hoảng sợ, kêu khóc xin lỗi để người đàn ông dừng xe cho mình xuống. Người này kêu cứu, tha cho con xin lỗi chú cho con dừng đi, con leo xuống, con chết thôi. Clip, hình ảnh và nội dung được một tài khoản mạng xã hội là NV chia sẻ và được lan truyền chóng mặt. Chị BTTV, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết mình là cô gái trong vụ việc. Cũng theo chị V, do suy nghĩ tài xế xe không dám chạy xe đẩy mình đi như vậy. Tôi bám trên cần gạt mưa, lúc người đàn ông có dừng lại, chỉ tay kêu đi xuống do tôi sợ và tay kẹt nên không xuống được và xe chạy tiếp. Chị V bật khóc nói và cho biết mình rất sợ. Chị V cho biết khi xe đến khu vực Lý Thường Kiệt đoạn giao với Lạc Long Quân thì dừng lại. Lúc này chị té xuống đường và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa vào vệ đường hỏi han. May mắn vụ việc không khiến chị V bị thương.
Hiện công an quận Tân Bình đang xác minh, mời làm việc với tài xế xe ô tô để làm rõ. Xe tải gây tai nạn ở cầu Phú Mỹ chở vượt khối lượng cho phép hơn 50%. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng lưu thông vượt quá tải trọng xe cho phép. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố, ngày 8 tháng 8 tại khu vực cầu Phú Mỹ, Thành phố Thủ Đức xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe ô tô dẫn đến bốc cháy, hư hỏng tài sản của người tham gia giao thông. Qua kiểm tra xác minh, ban đầu, xe ô tô tải gây tai nạn giao thông qua cầu Phú Mỹ đã vi phạm quy định về tải trọng khi xe lưu thông vượt khối lượng chuyên chở cho phép trên 50%. Về tình trạng kỹ thuật, cầu Phú Mỹ đảm bảo hoạt động ổn định theo thiết kế được duyệt, hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ tại khu vực đã được bố trí đầy đủ, phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành. Việc để xảy ra tai nạn giao thông tại cầu Phú Mỹ là do yếu tố chủ quan của người điều khiển, tình trạng kỹ thuật phương tiện không đảm bảo an toàn. Trong thời gian vừa qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Đặc biệt đối với các trường hợp vi phạm tải trọng, trong 6 tháng triển khai thí điểm xử lý vi phạm quá tải trọng, thông qua hình ảnh đã ban hành 762 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền vi phạm hành chính khoảng 16,9 tỷ đồng. Số tiền xử phạt cao nhất với cá nhân, người điều khiển phương tiện là 114 triệu đồng. Số tiền xử phạt cao nhất với tổ chức chủ phương tiện là 205 triệu đồng. Kết quả, thí điểm đã kéo giảm khoảng 90,98% trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện không chấp hành, cố tình vi phạm vượt quá tải trọng xe, đặc biệt là tình trạng vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép như vụ tai nạn giao thông tại cầu Phú Mỹ nêu trên. Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị Ban An toàn Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải Hàng hóa thành phố phối hợp với các hiệp hội vận tải tỉnh thành để thông báo tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải trong cả nước tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động vận tải hàng hóa, Luật Đường bộ 2024 và chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố thông tin. Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi chở hàng hóa vượt quá tải trọng xe cho phép, vượt vận tốc cho phép lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Chí Công và cầu Phú Mỹ. Bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ. Ngày 15 tháng 8, nguồn tin của Pháp luật Online cho biết, Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Trịnh Tiến Dũng, 35 tuổi, quê Kiên Giang, người lái xe gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ. Bị can Dũng bị bắt tạm giam theo điều 260 Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 8 tháng 8, camera an ninh ghi lại cảnh xe tải thùng đông lạnh đang lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ thì có dấu hiệu mất thắng, tông vào giải phân cách cứng và chạy tiếp, tông hàng loạt ô tô và chỉ dừng lại khi tông vào đuôi xe container phía trước, sau đó xe tải cháy ở phần cabin. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 phương tiện bốc cháy, 4 xe khách bị hư hỏng nặng, một số người bị thương nhẹ. Sau tai nạn, nhiều người dân đã dũng cảm giải cứu người gặp nạn. Hành động của họ được người đi đường quay clip đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.